Hôm nay mình lại làm video này để ôn lại cho mọi người cái âm R nhá. Và để bắt đầu với cái âm R này này thì mọi người hãy lưu ý cho mình cái âm R tiếng Anh ấy nó sẽ luôn luôn ở chu môi đấy. Giả dụ cái từ này này nhiều người sẽ đọc là run 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 đấy. Thế nhưng mà đúng ra ấy, mình sẽ đọc là run run đấy. Thì bây giờ để nhỡ như mà mọi người chưa có quen với cách đọc âm R trong tiếng Anh thì hãy làm 3 bước như thế này cho mình nhé. Đầu tiên đó là u r. Xong đấy thì mình sẽ giơ tay để chỉ là các bước 1 2 3 nhé. U r r run. Ok, easy chưa? U r run. Ok, và tương tự nhá, giả dụ nó có một cái âm gì đấy trước cái âm R thì các bạn cũng làm 3 bước cho mình. Đó là U, R, R và cry, 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 kiểu cry, cry, đấy, U, R, cry. Ok, tiếp đến là khi mà cái âm R cuối này, âm R ở giữa trước nhá. Âm R ở giữa thì mình cũng chu môi thôi. Nó sẽ là very. Đấy. Ri, ri, ri. Very. Ok. Và âm R cuối thì mọi người chỉ cần ờ ra phát cho mình là được nhá. Ví dụ như hàng đầu tiên này sẽ là her, stir, hurt. Tiếp là sẽ trong tiếng Anh khi mà you are mà viết tắt như thế này này thì người ta sẽ đọc là your. Còn they are viết tắt như thế này sẽ đọc là there. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phần bài tập về nhà nhé. Bài tập về nhà mọi người sẽ đọc cái đoạn. Mọi người sẽ đọc cái đoạn này cho mình. Đó, và trong cái đoạn này thì sẽ có một vài từ khá là khó hơn so với những từ khác thì chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập qua một lượt các từ khó trước khi bắt đầu đọc cái đoạn này nhé. Tiên đó là Ray, Rusher, Dreamed, đờ cuối nhá, Dreamed, Roller Coaster, Grand Canyon, Arizona, Friend, Fred, Norway, Railroad, Traveling, Creative, Perfect, Construct. Nhớ để ý có một S ở giữa nhá. Construct và everyone. Trong cái bài đọc này này thì mọi người hãy lưu ý cho mình nó có một cái chỗ, đây là cái chỗ liệt kê thì là mình có các bạn được học rồi đúng không? Câu liệt kê mình sẽ liệt kê ở những mình sẽ lên giọng ở những cái liệt kê chừa cái cuối cùng ra. Ví dụ như là A, B and C thì mình sẽ lên giọng là A, B and C. Đấy. A, B and C đi xuống. Đấy. Thì tương tự cái này mình sẽ đọc là Fred was creative, brilliant and worked well with railroad tracks. Đi xuống chưa? Và bây giờ mình sẽ đọc mẫu cái bài này nhé. Ray was born in Russia. He dreamed of building the perfect roller coaster at Grand Canyon in Arizona. He had a friend named Fred who lived in Norway. Fred's profession was designing railroad tracks, and his career involved traveling around the world. Ray thought it would be perfect if Fred designed his roller coaster ride. Fred was creative, brilliant, and worked well with railroad tracks. He would be the perfect engineer for the project. The ride took 2 years to construct and was painted red and white. Everyone really wanted to ride the brand new roller coaster. Mọi người để ý thêm một cái chữ này cho mình nhé. Cái này sẽ là nghề nghiệp này. Thì mọi người sẽ đọc cái này là career. Career. Ok, và mình sẽ rất mong chờ nhận được bài tập về nhà của mọi người. Đọc bài này gửi đến cho mình trong một thời gian sớm nhất nhé. See you.